này gìn giữ non sông, trong này góp sức diệt quân bao ta. Việt Nam ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để có được như ngày hôm nay, hình ảnh đất nước thời gian khó chiến đấu chống quân xâm lược. Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, con người luôn bất khuất mặc khói lửa dày xéo tháng năm để giành lại độc lập và dựng xây quê hương. Để được sống và học tập đến ngày hôm nay, chúng em rất tự hào và cảm ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh sương máu để ngày hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước thanh bình, nơi có dòng sông êm đềm, biển núi chính là thơm ngát trời, một Việt Nam tươi đẹp.